Ba rào cản lớn nhất cuộc đời đàn ông, ai vượt qua được, kẻ đó cực bản lĩnh, chắc chắn thành công. Tư duy làm giàu cùng bạn nhận diện và vượt qua ba rào cản đó. Sự nỗ lực vượt qua những rào cản lớn nhất cuộc đời mà một người đàn ông đang đối mặt, phần nào nói lên mức độ thành công của người đó. Muốn khởi nghiệp nhưng nghĩ, đợi có tiền đã rồi bắt đầu cái gì đó hoành tráng luôn. Muốn bỏ công việc văn phòng để theo đuổi con đường sáng tác nhạc, nhưng sợ bản thân không kiếm đủ ăn. Muốn yêu một cô gái xinh đẹp, nhưng sợ bị so bì với gia cảnh và thân thế. Ngặt nỗi những rào cản cuộc đời ấy chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của chính mình mà thôi. Đã đến lúc nhận diện, đối mặt và vượt qua nó, tự vươn lên đỉnh cao của chính mình. 1. Rào cản đầu tiên tư duy làm giàu nhắc đến đó là vượt qua cái tôi của chính mình, bỏ sĩ diện hão. Có một câu chuyện kể rằng, một hôm có người hỏi Socrates, triết gia nổi tiếng Hy Lạp cổ đại, rằng ông là người có học vấn uyên thâm nhất thiên hạ, vậy có biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu không? Socrates trả lời, 3 thước. Người này tỏ vẻ nghi hoặc nói, thưa ông, ngoài trẻ con ra thì con người chúng ta ai cũng cao 5 đến 6 thước. Nếu khoảng cách giữa trời và đất chỉ có 3 thước, thì chẳng phải chúng ta đã đâm thủng bầu trời rồi hay sao? Socrates tiếp tục nói, đúng vậy, phàm là ai cao hơn 3 thước. Nếu muốn đứng được ở giữa trời và đất, thì phải biết cúi đầu xuống. Câu chuyện cổ xưa này nói cho chúng ta biết một đạo lý thực sự sâu sắc. Cúi đầu chính là một cảnh giới ứng xử, một cảnh giới xử thế trong đời. Socrates cho chúng ta biết một đạo lý thực sự sâu sắc. Cúi đầu để biết rằng khiêm tốn cũng chính là tự nâng mình lên một bậc. Lúa càng nặng càng cúi đầu, càng trưởng thành, con người ta càng nói ít đi và làm nhiều hơn. Có thể nói, cái tôi là một phức hợp khó giải thích, nhưng lý do quan trọng mà hiện nay dẫn đến thất bại của phần lớn đàn ông, đó chính là vì không biết cúi đầu. Chúng ta luôn nghĩ điều mình đang làm là đúng. Vậy ắt hẳn người khác có suy nghĩ khác biệt sẽ là sai. Chúng ta luôn cho mình là tốt hơn, giỏi hơn bất kỳ ai khác. Vậy hẳn là không cần lắng nghe hay quan tâm đến những kẻ kia vì họ không đủ giỏi. Chúng ta luôn không dám thẳng thắn nhận những khuyết điểm, những dốt nát, yếu kém của mình chỉ vì tự ái, sợ bị lột trần. Ngay khi biết lùi xuống một bước, biết chấp nhận sai lầm của bản thân, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người, đó chính là khởi đầu cho một thành công lớn hơn. Bởi cúi xuống không phải là hành động cụ thể mà là cách hành xử giữa người với người. Cúi xuống không đồng nghĩa với sự nhẫn nhục, luôn cúi thấp hèn. Cái cúi xuống ở đây chính là sự cúi đầu giản dị, khiêm nhường của những người có đạo đức, văn hóa trong xã hội. Cúi xuống cũng chính là để hiểu rõ mình hơn, nhận ra giá trị, vị thế của mình. Biết cúi mình khiêm tốn cũng chính là tự nâng mình lên một bậc. Lý Gia Thành từng nói, khi bạn bỏ cái sĩ diện của mình xuống để đi kiếm tiền, là khi đó bạn đã trở thành một người hiểu chuyện. Khi bạn dùng tiền để kiếm lại thể diện, nghĩa là bạn đã thành công. Khi bạn dùng thể diện đi kiếm tiền, khi đó bạn đã là một nhân vật tầm cỡ. Còn nếu bạn vẫn đang dậm chân tại chỗ, ăn chơi hưởng lạc, bốc phét, chém gió, cái gì cũng tỏ ra là ta biết trong khi chẳng biết cái gì, chỉ chăm chăm giữ sĩ diện, vậy thì cả đời bạn cũng sẽ chỉ đến thế mà thôi. Quả đúng là như vậy. Sĩ diện là thường thái, có câu trời lớn đất lớn sĩ diện lớn nhất. Theo nghiên cứu của tâm lý học, thực ra, bản chất của sĩ diện chính là cảm xúc xấu hổ, sợ thất bại. Càng là người ở dưới thấp, càng để ý tới sĩ diện, càng luôn muốn bảo vệ tôn nghiêm và con tim mỏng manh của bản thân. Trong khi người tài giỏi, họ nhìn xa, biết cách buông bỏ sĩ diện đúng lúc. Họ chú trọng bồi dưỡng cho cái tâm hồn bên trong, nâng cao thực lực, trở nên mạnh mẽ, ưu tú hơn. Nói về buông bỏ sĩ diện, có lẽ không thể không nhắc tới câu chuyện Lưu Bị 3 lần mặt dày tới tìm Gia Cát Lượng. Lưu Bị vì muốn mời Gia Cát Lượng xuống núi trợ tá cho mình mà đã 3 lần buông bỏ sĩ diện của một người đứng đầu, đích thân tới tìm Khổng Minh. Thậm chí ở lần thứ 3, khi nghe nói Ngọa Long đang ngủ trưa, Lưu Bị thà là đứng ngoài đợi Khổng Minh thức dậy chứ không vào đánh thức ngay. Cuối cùng, thành ý của ông cũng được đền đáp, và sau đó mới có Lưu Bị làm chủ được 1/3 thiên hạ lúc bấy giờ. Một ví dụ khác, Hàn Tín, thường gọi theo tước hiệu là Hoài Âm Hầu, là một danh tướng bách chiến bách thắng, thiên hạ vô địch, được Hán Cao Tổ Lưu Bang ca ngợi là nắm trong tay 100 vạn quân đã đánh là thắng, tiến công là ta không bằng Hoài Âm Hầu thời Hán Sở Tranh Hùng, Trung Quốc. Hàn Tín từ nhỏ đã mất ba mẹ, sống dựa vào nghề đánh cá, thường bị một vị phu nhân sai bảo, bị người xung quanh ức hiếp, coi thường. Một lần, có một đám người nọ sỉ nhục Hàn Tín. Có một tên đồ tể nói với Hàn Tín rằng, tuy ngươi cao to, thích mang theo kiếm nhưng thực ra người là một kẻ nhát gan. Có bản lĩnh thì người thử dùng kiếm đâm ta xem. Nếu không dám, vậy thì hãy chui qua háng ta. Hàn Tín tự biết mình đơn độc, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Vì vậy, trước mặt rất nhiều người, Hàn Tín chui qua háng của tên đồ tể ấy. Hàn Tín tự tay vứt bỏ sĩ diện của một nam tử Hán trước sự chê cười, trào phúng của người khác. Nhưng cũng nhờ vậy mà Hàn Tín qua được một kiếp nạn. Sau này dần dần bái tướng phong hầu, từng bước bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Tương truyền rằng, Hán Tín sau khi đại phú đại quý đã quay lại tìm người đồ tể năm xưa. Người đồ tể tưởng Hàn Tín quay lại báo thù mình, không ngờ rằng Hàn Tín lại thiện đãi hắn, đồng thời phong hắn làm hộ vệ tướng quân, và còn nói với tên đồ tể rằng nếu không có sự việc năm đó, sẽ không thể có Hàn Tín ta ngày hôm nay. Tự cổ chí kim, anh hùng hào kiệt luôn là người biết co biết duỗi, và cũng chính vì vậy mà cuối cùng thành được đại sự. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, lại có rất nhiều người bị giới hạn bởi sĩ diện của mình, không thể thả lòng bản thân rồi nỗ lực phấn đấu không ngừng, vì vậy mà cũng khó hiện thực được mục tiêu. Người có thể nên được việc lớn đều hiểu được rằng, buông bỏ sĩ diện, bồi dưỡng tâm hồn bên trong mới là điều nên làm. Bởi lẽ con người không sống trong sĩ diện của mình hay sống trong đánh giá của người khác, mà sống với thực tế và tự tại. 2. Rào cản thứ hai tư duy làm giàu nhắc đến đó là vượt qua định kiến của xã hội, phá vỡ quy tắc lỗi thời. Abraham Lincoln đã kinh qua hết thất bại này đến thất bại khác trong suốt 28 năm, và rất nhiều người hồ nghi vào con đường ông chọn. Năm 1833, ông mắc chứng suy nhược thần kinh và bị thua cuộc khi ra ứng cử chức vụ phát ngôn viên. Năm 1848, ông bị thua cuộc tái nhiệm chức vào Quốc hội và bị gạt bỏ chức nhân viên đất đai vào năm 1849. Năm 1854, ông bị thua trong cuộc bầu cử vào Thượng nghị viện. 2 năm sau, ông lại bị thua trong cuộc bổ nhiệm vào chức Phó Tổng thống và một lần nữa thất bại trong cuộc bầu cử cho Thượng nghị viện năm 1858. Tuy nhiên, lòng ông vẫn kiên định, bất chấp những thất bại. Năm 1860, ông đắc cử Tổng thống và đi vào lịch sử là một trong những Tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ. Ngoài ra, ta còn biết Lincoln cũng là một người đàn ông phải chịu nhiều đau khổ và cay đắng. Người yêu đầu tiên của ông đã chết trước khi ông có thể cưới cô. Cuộc hôn nhân của ông với Mary Todd có lẽ cũng đủ để tiêu hủy bất cứ người đàn ông nào có ít can đảm và nghị lực hơn Lincoln. Tuy nhiên, các sử gia đều đồng ý rằng nếu Lincoln hạnh phúc trong hôn nhân, có lẽ ông đã không bao giờ trở thành một vị tổng thống. Abraham Lincoln đã không ngừng nỗ lực đứng dậy từ những thất bại và đau thương trong đời. Ông đã tận tụy dấn thân và hy sinh quên mình để đem lại hòa bình, phúc lợi và phẩm giá cho con người. Trên chỉ là một câu chuyện điển hình của lối áp đặt rằng đại đa số chúng ta đều xây dựng cho mình một chuẩn mực từ xã hội, và một phần trong đó bắt đầu so sánh, đánh giá người khác. Anh không đủ xuất chúng để làm lãnh đạo chúng ta. Anh không đủ giỏi để làm quản lý cho 100 người. Sao cơ? Lương 5.000 đô. Thôi đừng ảo tưởng, mày thì làm được cái gì? Lời lẽ cay độc và những đánh giá của xã hội tạo áp lực nặng nề vô cùng cho nạn nhân phải hứng chịu nó, thay vì một góp ý tích cực và một cái nhìn rộng mở. Xã hội luôn mang những thứ gọi là chuẩn mực để đánh giá một con người, một cuộc đời. Còn bạn, muốn thành công, hãy xác định mục tiêu và tìm mọi cách đạt được đó thay vì bận tâm xã hội nói gì. Những người giàu luôn có suy nghĩ phải làm được mọi việc, chinh phục mọi thử thách không bằng cách này thì cách khác. Rào cản là từ không nằm trong từ điển của họ. Chuyên gia tâm lý Brad DeCloge là người đã nghiên cứu sâu sắc về hoạt động, tính cách và xác định kế hoạch tài chính cho nhiều doanh nhân giàu có tại Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, Brad DeCloge tiết lộ lối suy nghĩ của phần đông triệu phú và tỷ phú. Sau một thời gian dài, ông có cơ hội hợp tác với họ. Theo chuyên gia tâm lý Brad DeCloge, những người siêu giàu thường có lối suy nghĩ khá lập dị. Họ không thích phải tuân theo bất cứ quy tắc nào. Họ cảm thấy thỏa mãn, thành công khi phá vỡ được rào cản trên con đường sự nghiệp và luôn tìm đến những thách thức mới. Tôi đã làm việc với rất nhiều người cực kỳ giàu có, thành công trong sự nghiệp. Có một đặc điểm chung giữa họ là không thích bị ràng buộc bởi bất cứ quy tắc và luật lệ nào. Thường là như vậy. Nếu họ nhận thấy một vấn đề không thể giải quyết bằng một phương án thì nhất định sẽ đưa ra hàng trăm phương án khác nhau. Họ sẽ tìm mọi cách để giải quyết vấn đề đó bằng được, thay vì buông xuôi hay phó mặc cho người khác, Brad nói. Không chỉ Brad DeCloge, triệu phú tự thân lập nghiệp Steve Siebold cũng đã dành 26 năm để tìm hiểu về thói quen, quan điểm và lối suy nghĩ khác biệt của những người giàu có nhất thế giới. Và ông nhận thấy một điều rằng, những người càng thành công thì càng có suy nghĩ phải phá vỡ những luật lệ cũ để thay đổi bằng những cái mới tốt hơn. Đó là quy luật của sự phát triển. Rất nhiều người giàu là minh chứng rõ ràng cho lý thuyết này, như tỷ phú Elon Musk, người đã thách thức nhiều thương hiệu xe hơi lớn nhất thế giới khi ông tạo ra Tesla Motors. Ông bác bỏ những mô hình được coi là tiêu chuẩn trong ngành sản xuất xe hơi khi cho ra mắt mẫu siêu xe điện, một trong những phát minh vĩ đại của năm. Chưa dừng lại ở đó, ông chủ của tập đoàn công nghệ khám phá vũ trụ Space còn là người tiên phong thực hiện loạt dự án táo bạo khác như đưa con người lên sao Hỏa, chinh phục không gian, khám phá lòng đất. Chính vì vậy mà ông được đánh giá là người sẽ làm thay đổi tương lai của thế giới bằng công nghệ. Ông chủ của tập đoàn Virgin, Richard Branson, một trong những tỷ phú giàu có nhất thế giới, cũng nổi tiếng là người làm nên những điều không tưởng. Tôi cho rằng doanh nhân là người luôn thích sự thay đổi, sáng tạo, không muốn bị bó buộc tư duy, táo bạo và mạo hiểm nhưng không ngu ngốc. Trước đây tôi quyết định đầu tư vào hãng hàng không vượt Đại Tây Dương Virgin Atlantic, trong khi nhiều người phản đối vì khả năng rủi ro cao. Tôi muốn sống hết mình và hướng đến mục tiêu mới. Tôi muốn gây dựng từ ý tưởng của chính mình, mà không phải phụ thuộc vào hãng đã thành lập, Richard Branson từng chia sẻ trong cuốn tự truyện. Phân tích về khía cạnh tâm lý của những người giàu có, ông Brad DeCloge giải thích rằng mục đích làm việc của họ, ít nhất với những người mà ông từng tiếp xúc, là sự đam mê và khát khao vượt qua mọi thử thách. Họ cảm thấy công việc mang đến cho họ niềm vui chứ không phải là tiền bạc. 3. Rào cản thứ 3 tư duy làm giàu nhắc đến đó là vượt qua giới hạn bản thân. Rào cản lớn nhất mà đàn ông cần vượt qua chính là suy nghĩ của mình về chính mình. Suy nghĩ thúc giục con người hành động. Suy nghĩ là thứ hướng con người đi theo và làm mọi thứ như một con rối được điều khiển. Và tai hại nhất chính là ngay từ đầu, chúng ta đã sai khi tự đưa ra kết luận, khi chưa bao giờ cho bản thân cơ hội thử điều đó. Tôi không thể nào kiếm 1.000 đô khi vừa ra trường được. Nhà tôi rất bình thường nên sau này tôi cũng chẳng thể khá hơn. Tôi không nghĩ mình có thể tăng 50% doanh thu trong vòng 1 tháng. Tôi nghĩ mình không thể. Và tất cả dừng lại ở đó. Bạn không cho cơ thể mình được quyền thử một lần xuống nước để học bơi với suy nghĩ tôi không thể. Bạn không cho bản thân được đứng lên và nói ra ý kiến bởi suy nghĩ tôi sợ sai. Jack Ma không thể trở thành tỷ phú sau một đêm. Henry Ford làm sao tạo nên đế chế ô tô đứng đầu thế giới nếu nghĩ rằng ông ấy không thể. Vốn dĩ thành công đâu đến dễ dàng bao giờ. Vượt qua giới hạn cho phép bạn đặt niềm tin vào chính mình, không tự bó buộc bản thân vào một khuôn khổ nào đấy để tìm ra năng lực tiềm ẩn chưa một lần bộc lộ. Nếu tin mình có thể trở nên giàu có, bạn chắc chắn sẽ giàu có bởi ý nghĩ đó không ngừng thôi thúc bạn hành động. Đừng ngốc nữa, mẹ đã đi xem bói cho con rồi. Người ta nói rằng cuộc đời của con chỉ có thể làm thuê, làm mướn mà thôi. Đó là câu nói của mẹ tỷ phú Chu Văn Cường khi nghe con trai nói không đi làm công nhân nữa mà muốn đi học máy tính và kiếm tiền bằng trí óc. Chu Văn Cường sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường ở Huy huyện, Hà Nam, Trung Quốc. Cha anh và hai người ngoài khác điều hành một nhà máy gạch, mẹ làm nông. Năm 2002, nhà máy gạch của cha nợ 350.000 nhân dân tệ do quản lý yếu kém. Hai đối tác bỏ trốn để một mình cha anh gánh nợ, bị khởi tố và đẩy vào tù 5 năm vì không có tiền trả nợ. Từ ngày cha ở tù, cả gia đình chỉ còn mỗi mẹ anh gánh vác mọi chuyện, từ chi phí sinh hoạt đến tiền học phí của cậu con trai. Chu Văn Cường sau này nhớ lại, ngậm ngùi, trong vòng chưa đầy 3 tháng, người mẹ 54 tuổi của tôi đã bạc trắng hết cả tóc. Sau đó, bà còn vô tình bị ngộ độc thuốc trừ sâu và đổ bệnh. Tại thời điểm đó, anh và mẹ phải đi vay mượn họ hàng và bạn bè. Vì không có tiền chữa bệnh, thế nhưng vay mượn khắp nơi cũng chẳng được mấy đồng. Lúc này, chàng trai trẻ 15 tuổi đã phải đưa ra một quyết định khó khăn nhất cuộc đời, bỏ học. Anh quyết tâm cứu cha, giúp mẹ và thay đổi số phận của gia đình. Đối với hầu hết mọi người, ai cũng có hai con đường trong cuộc sống. Một là học thật giỏi và tìm một công việc tốt trong tương lai. Hai là trau dồi tốt các kỹ năng và tìm kiếm một công việc tốt. Với Chu Văn Cường, con đường đầu tiên không thể đi được nữa nên anh chọn con đường thứ hai. Anh đến một cửa hàng sửa chữa ô tô và học việc. Tuy làm quần quật từ 7 giờ sáng đến tối muộn mỗi ngày, nhưng ông chủ không trả lương. Khi được hỏi, anh nhận được câu trả lời là chỉ được nhận lương sau 2 năm học việc. Chàng trai trẻ nghĩ 2 năm thì mình có thể đợi, nhưng cha mẹ thì không. Vậy là anh nghỉ việc. Những năm tháng sau đó, anh đổi việc liên tục, từ làm công nhân ở nhà máy rồi chuyển sang công trường. Đến năm 16 tuổi, nghe nói việc xây dựng đường dây cao thế lương cao hơn, anh lại nhảy việc và chỉ dừng công việc nguy hiểm này khi tận mắt chứng kiến một đồng nghiệp bị ngã và chết ngay tại chỗ. Sau đó, công việc ở công trường trên núi cũng chẳng thể giữ chân chàng thanh niên trẻ ở lại. Sợ cô đơn ở chốn hoang vu khiến chàng trai 16 tuổi không nhìn thấy một chút ánh sáng và hy vọng nào cho tương lai. Chu Văn Cường cho biết, đó là lần đầu tiên trong đời anh nghĩ đến việc tự tử. Nhưng nghĩ rằng mẹ già vẫn còn lo lắng cho mình và người cha vẫn chờ đợi sự cứu rỗi, anh lại tiếp tục sống. Suốt một năm đó, Chu Văn Cường tích góp được 4.300 nhân dân tệ. Trên đường về quê đón Tết, anh bắt gặp một quảng cáo của trường máy tính có nội dung kiến thức thay đổi số phận, học tập thay đổi cuộc đời. Học phí chính xác bằng số tiền anh có được. Cảm thấy sự trùng hợp bất ngờ này như một cái duyên, dù không biết máy tính dùng để làm gì. Nhưng từ đây Chu Văn Cường cảm thấy rằng số phận của mình sẽ được thay đổi. Cầm tờ quảng cáo chạy về nhà, anh đưa cho mẹ xem và nói một cách đầy hào hứng: "Mẹ ơi, con không muốn đi làm công nhân nữa, con đi học máy tính, con muốn kiếm tiền bằng trí óc." Một tia sáng thoáng chốc ánh lên trong mắt người mẹ già, nhưng rồi vụt tắt. Bà lại thở dài và nói: "Đừng ngốc nữa, mẹ đã đi xem bói cho con rồi. Người ta nói rằng cuộc đời của con chỉ có thể làm thuê làm mướn mà thôi." Dù vậy, chàng thanh niên trẻ tuổi không tin vào những lời bói toán vớ vẩn. Anh chỉ tin vào bản thân mình. Những ngày sau đó, anh say sưa học máy tính nhưng mẹ anh không đồng ý và nói: "Nếu con vẫn không tìm được việc làm sau khi học tin học thì sao? Đừng phí tiền vô ích nữa. Nhiệm vụ quan trọng nhất của gia đình chúng ta bây giờ là tiết kiệm tiền. Con nên đi làm thêm vài năm nữa để kiếm chút tiền, rồi xây nhà, cưới vợ." Bất chấp sự phản đối của mẹ, trong cơn tức giận, Chu Văn Cường đã chọn cách bỏ nhà đi và bắt đầu con đường vừa làm vừa tiết kiệm tiền để học máy tính. Anh lấy toàn bộ số tiền có được để đóng học phí. Khi không còn lấy một xu dính túi, anh đến quán cà phê Internet để xin việc với mức lương 200 nhân dân tệ một tháng. "Tôi tham gia các lớp học vào ban ngày và làm việc vào ban đêm. Nhất định tôi phải hoàn thành một năm học máy tính đó," Chu Văn Cường nói. Sau khi tốt nghiệp, anh xin nghỉ việc ở quán. Ông chủ tức giận trừ lương rồi ném 100 nhân dân tệ còn lại vào mặt anh. Chịu đựng sự sỉ nhục này, Chu Văn Cường thề trong lòng rằng phải thành công để không bị người khác coi thường nữa. Anh nhặt tiền lên và bắt đầu con đường tìm việc mới. Sự nghiệp kinh doanh bán máy tính bắt đầu. Một ngày nọ, anh tìm thấy cuốn sách Cha Giàu, Cha Nghèo của Robert Kiyosaki. Cuốn sách chủ yếu nói về cách tác giả tự học kinh doanh tài chính từ người cha giàu và dấn thân vào con đường giàu có. Từ cuốn sách này, Chu Văn Cường cảm thấy rằng mình có thể thay đổi vận mệnh. Vì vậy, anh đọc tất cả các tác phẩm của tác giả, thậm chí còn chép tay nhiều lần, nghiền ngẫm mỗi ngày. Thông qua nội dung những cuốn sách, anh đã vẽ ra sơ đồ đường đời của Kiyosaki và quyết định sao chép cuộc đời của Kiyosaki. Sau khi chia sẻ ý tưởng của mình, chàng trai trẻ bị bạn bè cười nhạt. Người bạn gái khi đó thậm chí còn cảm thấy rằng anh bị tẩy não. Sau nhiều cuộc cãi vã, họ chia tay. Tuy nhiên, Chu Văn Cường không hề nản lòng mà càng quyết tâm học tài, vươn lên. Khi đang làm việc và học tập về kinh doanh tài chính ở Lạc Dương, Chu Văn Cường nghe tin công ty công nghệ mạng trực tuyến Richard Bắc Kinh thành lập. Robert Kiyosaki đích thân đến đào tạo, giảng dạy. Một lần nữa anh lại cầm hết tiền tiết kiệm và đến Bắc Kinh. Sau khi học được một năm, anh khăn gói lên đường đến Thâm Quyến vì nhìn thấy nhiều cơ hội ở thành phố này. Từ quyết định này, chàng trai Chu Văn Cường sau này đã tạo nên vô số kỳ tích. Sau khi bắt kịp sự phát triển công nghệ thông tin, ở tuổi 20, Chu Văn Cường kiếm được 1 triệu nhân dân tệ đầu tiên trong đời. Thông qua trang chuancharan.com, ở tuổi 21, anh đã cống hiến hết mình cho sự phát triển của ngành bất động sản, tạo ra lợi nhuận cao 30 triệu nhân dân tệ trong 8 tháng chỉ với 20.000 nhân dân tệ. Năm 23 tuổi, với sự trợ giúp của nền tảng tích hợp các nguồn lực, anh thành lập liên tiếp 3 công ty và hiện thực hóa thành công quyền tự do làm giàu. Chàng trai trẻ ngày nào giờ đây đã thành công trong đi theo con đường của Kiyosaki. Thậm chí anh đã đi trước 24 năm so với thời điểm Kiyosaki nhận ra sự giàu có và tự do tài chính của mình. Năm 25 tuổi, Chu Văn Cường bắt đầu thành lập công ty giáo dục đào tạo tư tưởng mới. Năm 26 tuổi, anh có rất nhiều công ty trên khắp cả nước và giờ đây đã trở thành tỷ phú. Vào tháng 6 năm 2012, thông qua một bài phát biểu của Robert Kiyosaki tại Thượng Hải, Chu Văn Cường một lần nữa quyết tâm trở thành một siêu diễn giả, truyền bá những ý tưởng cốt lõi của kinh doanh tài chính, giúp hàng trăm triệu người Trung Quốc nhận ra tự do giàu có, thịnh vượng về thể chất và tinh thần. Vậy là, trải qua hành trình đầy chông gai kéo dài, chàng thanh niên nghèo ngày nào giờ đây không chỉ thành công thay đổi vận mệnh nhà họ Chu, mà còn gặt hái được nhiều quả ngọt, lan tỏa kiến thức và những điều tốt đẹp đến với xã hội. Quả đúng là người thành công không tin vào vận mệnh, nơi họ đặt niềm tin là chính bản thân mình. Nếu nhân vật trên chưa đủ thuyết phục bạn, thì Tư Duy Làm Giàu mong bạn hãy nghe hành trình huyền thoại từ con nhà nông dân đến xây dựng đế chế tỷ đô sau. 4 lần bỏ nhà ra đi, từ một con bò và tờ 500 won định mệnh, chàng trai nghèo chưa học hết lớp 6 tạo dựng đế chế tỷ đô la Mỹ Hyundai. Không muốn yên phận làm anh nông dân giỏi như mong muốn của cha, Chung Du Yung 4 lần bỏ nhà ra đi và đã trở thành một trong số người kinh doanh đáng nể nhất lịch sử doanh nghiệp châu Á. Ngay từ nhỏ, ngày nào cũng vậy, cứ đúng 4 giờ sáng là cha đánh thức tôi dậy và dẫn ra đồng. Đến nơi thì mặt trời cũng vừa ló dạng. Thế là tôi bắt đầu ngày làm ruộng vất vả ngoài đồng mà chẳng lúc nào ngơi nghỉ. Tuy chỉ là cảm nhận của một đứa trẻ, nhưng tôi cũng phần nào hiểu được nghề nông chẳng mang lại bao nhiêu lợi ích so với công sức cực nhọc phải bỏ ra. Tôi thở dài và tự hỏi, chẳng lẽ cả đời mình sẽ sống cuộc sống thế này sao? Đó là những dòng chia sẻ mà nhà sáng lập Hyundai Chung Du Yung viết trong cuốn tự truyện Không Bao Giờ Là Thất Bại. Tất cả là thử thách của mình. Từ một cậu bé với tuổi thơ không mấy đủ đầy, đến người đàn ông tạo nên cả một đế chế ô tô hùng mạnh vươn tầm thế giới. Cuộc đời ông trải qua rất nhiều biến cố cùng những câu chuyện thú vị, khiến người biết đến không khỏi khâm phục. Nhắc đến Chung Du Yung, người ta sẽ nhớ đến một huyền thoại khởi nghiệp, một niềm tự hào của toàn bộ người dân xứ sở Kim Chi. 4 lần bỏ nhà ra đi. Chung Du Yung sinh ngày 25 tháng 11 năm 1915 tại Tông Tròn, là người con trưởng trong một gia đình bần nông có 6 anh em. Vì nhà nghèo nên từ nhỏ, cha của Chung Ju-yung chỉ cố gắng đào tạo con trở thành một anh nông dân giỏi để đỡ đần gia đình. Vì vậy nên ông không được học hành nhiều. Cái nghèo chẳng chịu buông tha nhưng làm việc chân tay vất vả. Trên cánh đồng từ sáng tinh mơ đến tối mịt mới được về nhà không phải là mong muốn của Chung Ju-yung. Do đó, ông đã nỗ lực để thoát khỏi cuộc sống khó khăn này. Năm 16 tuổi, Chung Ju-yung cùng bạn trốn nhà lên thành phố làm công nhân xây dựng, với mức lương ít ỏi với khát vọng đổi đời. Dù lao động cực nhọc nhưng Chung Ju-yung khá thích thú khi được độc lập kiếm tiền và phát hiện ra niềm đam mê của mình là công nghệ dân dụng. Tuy nhiên, khi mới chỉ làm được 2 tháng thì bị cha tìm thấy và lôi về. Khám phá ra niềm đam mê của mình, Chung Ju-yung không chấp nhận từ bỏ nó mà quyết tâm theo đuổi. Bởi vậy ông lại lên kế hoạch cùng bạn trốn nhà xuống miền Nam, tới Seoul. Lần này, ông lại bị lừa hết tiền rồi bị cha lôi về lần nữa. Nhưng sự phồn hoa của Seoul trong chuyến đi ngắn ngủi đã kịp in dấu trong Chung Ju-yung, khiến ông càng nung nấu ý định rời quê hương để khởi nghiệp. Lần thứ 3 trốn nhà, Chung Ju-yung đã trộm lấy một con bò của cha và bán làm lộ phí lên Seoul. Thế nhưng chỉ 2 tháng sau đó, cha ông lại lên lôi con về. Sau một thời gian dài đắn đo giữa một bên là trách nhiệm gia đình, với một bên là khát vọng đổi đời, đến năm 18 tuổi, Chung Ju-yung lại quyết tâm bỏ làng lên thành phố một lần nữa. Tại Seoul, Chung Ju-yung xin làm chân chạy vặt và ship hàng ở một cửa hàng gạo. Sau này, người chủ bị bệnh nặng không thể tiếp tục kinh doanh, ông mua lại cửa hàng và trở thành ông chủ ở tuổi 22. Thế rồi, hành trình bôn ba khởi nghiệp nơi xứ người của chàng trai đầy nghị lực đã chính thức bắt đầu từ giây phút này. Tờ 500 won định mệnh. Vào năm 1939, chế độ phân phối gạo bị siết chặt, việc một người địa phương lúc bấy giờ nắm giữ doanh nghiệp thực phẩm bị coi là bất hợp pháp. Vì vậy, Chung Ju-yung tự mình đánh xe rao hàng như thể làm công cho người khác. Đến năm 1940, Chung Ju-yung vay tiền bạn mở ga sửa xe nhưng sự nghiệp mới gây dựng cũng nhanh chóng tiêu tan khi một công nhân bất cẩn khiến xưởng sửa xe của ông bốc cháy. Đến năm 1946, ông mở lại doanh nghiệp sửa xe và đặt tên là Hyundai, nghĩa là hiện đại. Cũng từ đây, công ty của Chung Ju-yung nhanh chóng phát triển, đi lên như diều gặp gió. Năm 1947, ông thành lập Hyundai Civil Industries với 11 nhân viên, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển. Nhờ có người em trai thông thạo tiếng Anh, công ty của ông nhanh chóng trúng nhiều hợp đồng xây dựng cho quân đội Mỹ tại Hàn Quốc. Năm 1953, Hyundai Construction trở thành một trong những công ty xây dựng lớn nhất Hàn Quốc. Đến năm 1973, cơn bùng nổ dầu hỏa là một trong những bệ phóng đưa Hyundai vào danh sách những tập đoàn khổng lồ thế giới. Đầu thập niên 1970, Hyundai bành trướng mạnh, bắt tay thành lập công nghiệp đóng tàu, nhưng gặp phải trở ngại lớn về tài chính. Lúc này, Chung Ju-yung đến nhiều ngân hàng quốc tế để vay vốn nhưng đều bị từ chối. Không nản lòng, ông quyết định sang Anh, vào ngân hàng Barclays tại London và rút ra tờ 500 won. Tờ tiền này in hình một chiếc tàu mà người Triều Tiên từng đóng vào thế kỷ 16, 300 năm trước khi người Anh cho ra đời con tàu sắt đầu tiên của họ. Ông nhấn mạnh rằng người Hàn Quốc cũng có khả năng đóng tàu. Vậy là với tờ 500 won, Chung Ju-yung đã được vay 50 triệu đô la Mỹ từ ngân hàng Barclays như thế. Thành công nối tiếp thành công. Năm 1975, chính phủ Hàn Quốc ra lệnh tất cả dầu nhập từ Trung Đông phải được chở bằng tàu dầu Hàn Quốc. Nhờ vậy, cuối thập niên 1980, Hyundai đã trở thành nhà đóng tàu lớn nhất thế giới. Không dừng lại ở đó, Hyundai của Chung Ju-yung còn liên tục mở rộng sang các ngành đóng tàu, xe hơi, điện tử và giành nhiều thành công đáng kinh ngạc. Trong đó có Hyundai Electronics, nơi không đầy 10 năm sau trở thành nhà sản xuất chip vi tính thứ nhì thế giới. Trước thời điểm xảy ra vụ đại khủng hoảng tài chính châu Á 1997, doanh số hàng năm Hyundai đã vượt hơn 90 tỷ đô la Mỹ. Riêng Chung Ju-yung với gia sản 6 tỷ đô la Mỹ đã trở thành người giàu nhất Hàn Quốc. Ông cũng liên tiếp giữ ghế Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc trong gần một thập niên và là một trong những người tham gia đàm phán giúp Seoul giành quyền đăng cai Thế vận hội 1988. Không chỉ nổi bật trong nước, Chung Ju-yong cũng tỏa sáng trên trường quốc tế với những thành tựu vô cùng vẻ vang. Ông từng được nữ hoàng Anh Elizabeth II và chính phủ Trung Quốc cũng như chính phủ Zaire tặng huy chương vì những thành tích đáng nể. Năm 1982, ông trở thành doanh nhân không thuộc người Mỹ đầu tiên nhận bằng tiến sĩ danh dự về kinh thương từ Đại học George Washington. Vậy là từ những thất bại cay đắng nhất thời trai trẻ, Chung Ju-yong đã vươn lên, đương đầu với thử thách để biến những điều không thể thành có thể. Những năm tháng của tuổi thơ ấu, chẳng ai có thể ngờ được rằng cậu bé từng không một xu dính túi, mấy lần trốn chạy khỏi gia đình để tìm cơ hội đổi đời, nhưng thất bại một ngày lại trở thành ông trùm gã khổng lồ trong nền kinh tế Hàn Quốc. Sau mọi nỗ lực và những quả ngọt thu về, Chung Ju-yong đã phần nào giúp Đại Hàn Dân Quốc sánh vai với các cường quốc trên thế giới và trở thành hình mẫu kinh điển cho mọi doanh nhân thế giới. Đúng như với câu nói bất hủ của ông, không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Tư Duy Làm Giàu xin gửi quý vị 10 câu nói hay nhất trong cuốn sách của ông. 1. Trong bất cứ việc gì, dù dễ hay khó, chỉ những người có niềm tin mạnh mẽ rằng mình có thể làm được thì mới làm nên chuyện. Nếu bạn còn nghi ngờ năng lực bản thân, thì kết quả công việc sẽ bị hạn chế và khó đột phá. Nếu từ trong suy nghĩ bạn đã cho rằng mình không thể làm được thì chắc chắn bạn sẽ không thể làm được. 2. Tôi là người luôn cho rằng không thể chờ đợi sự sáng tạo hay đột phá nào từ những người bị ràng buộc bởi những quan niệm cố hữu hay những tri thức thông thường. Tôi tin tưởng vào khả năng sáng tạo và tiềm năng không giới hạn của con người khi họ có ý chí vững chắc và quyết tâm đạt đến thành công. 3. Nếu nỗ lực tư duy thì sẽ có thể tìm được giải pháp. Còn nếu không tìm thấy giải pháp thì đó là chưa tư duy đủ nhiều. 4. Khi gặp trở ngại, chúng ta cần đối mặt và vượt qua. Nếu chỉ nghĩ cách để tránh né, thì sau này gặp việc gì không tránh né được, chúng ta sẽ rất dễ buông xuôi. Chính vì vậy mà ngay từ đầu Hyundai luôn giữ tinh thần xông pha như một cỗ máy ủi và trường tồn đến ngày hôm nay. 5. Tôi nghĩ chính thời gian và bắt đầu hành động là yếu tố quyết định chúng ta thành công hay thất bại trong đời. 6. Bất kể làm gì, cuộc sống của một người sẽ trở nên vô nghĩa nếu người đó không có ý thức về sứ mệnh và giá trị của mình trong công việc. 7. Tôi luôn cho rằng lãng phí là một loại tội lỗi, bất kể đó là lãng phí thời gian, công sức hay tiền bạc, của cá nhân chính họ hay của nhà nước. Những người trong nhà nước mà lãng phí như vậy thì thực sự đó là một tội ác. 8. Một người không có gì trong tay muốn trở nên giàu có sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều để vươn lên trong điều kiện bất thuận lợi so với một người vốn đã giàu muốn trở nên giàu có hơn. Để chiến thắng trong cuộc chiến này, chúng tôi bắt buộc phải nỗ lực gấp 10, 20 lần những quốc gia giàu có để bù lại những điều kiện bất lợi. 9. Không phải tôi cố ép mình suy nghĩ, mà những dòng suy nghĩ cứ nối nhau xuất hiện trong đầu tôi. Chỉ một hạt giống thoáng qua cũng có thể biến thành hạt giống nảy mầm trong tâm trí. Và tôi sẽ không ngừng theo đuổi, nuôi dưỡng và phát triển nó trở thành một dự án khổng lồ hiện diện trước mắt tôi. 10. Không có phép màu nào trong cái gọi là kỳ tích sông Hàn. Kỳ tích đó không có gì ngoài sự lao động chăm chỉ, tận lực và tận tâm. Niềm tin vào bản thân sẽ giúp bạn tạo nên một hiệu ứng domino nối tiếp nhau và kết quả của nó sẽ là những điều tích cực nhất tới với bạn, chắp cánh cho thành công tương lai. Cho dù bạn đang nỗ lực giảm cân, bắt đầu khởi nghiệp hay chỉ đơn giản bạn muốn cuộc sống của mình hạnh phúc hơn thì có được niềm tin là bạn đã có được chìa khóa để vươn đến thành công. Bởi thành công hay thất bại trong mọi việc đều bắt nguồn từ bên trong nội lực mỗi chúng ta. Một khi bạn bắt đầu tin vào chính mình, bạn sẽ tạo ra một hiệu ứng domino dẫn các kết quả tích cực. Dưới đây là 8 điều kỳ diệu sẽ đến khi bạn đặt niềm tin vào chính mình. 1. Bạn sẽ ít phán xét hơn. Sự phán xét và năng lượng tiêu cực sẽ phản ánh chính người tạo ra chúng thay vì người nhận chúng. Những người dành nhiều thời gian phán xét người khác thường có rất ít thời gian dành cho bản thân. Khi bạn dành năng lượng cho cuộc sống và những lựa chọn của chính mình, bạn sẽ không muốn tập trung vào người khác nữa. Con đường dẫn tới niềm tin vào bản thân được tạo ra bằng cách hiểu và chấp nhận chính con người bạn, cùng tất cả mọi ưu nhược điểm. Bước trên con đường đó cũng giúp bạn thông cảm hơn và hiểu rằng những con người ngoài kia không ai hoàn hảo, và họ cũng đang phải tìm kiếm con đường để thêm tin yêu vào bản thân mà bạn chẳng thể nhìn thấy được. 2. Bạn làm được nhiều hơn. Lý do thường thấy và lớn nhất mà mọi người nêu ra khi không làm điều lẽ ra họ phải làm là tôi không có thời gian. Tất cả mỗi chúng ta đều được ban tặng 24 giờ mỗi ngày. Thời gian là một hằng số không thay đổi, nhưng bạn thì có thể. Sự thiếu tự tin thường biểu hiện qua nỗi sợ hãi và chủ nghĩa cầu toàn. Và bạn có thể bồi đắp sự tự tin bất cứ lúc nào. Để có được niềm tin vào bản thân cần một chút sự đầu tư cả thể chất lẫn tinh thần. Như Henry Ford đã từng nói, dù bạn nghĩ là bạn có thể, hay bạn nghĩ là bạn không thể, thì bạn đều đúng cả. 3. Lan truyền cảm hứng cho người khác tin vào bạn. Những người thực sự tự tin là những người khơi nguồn cảm hứng. Khi bạn thật sự tin vào bản thân mình, bạn sẽ nắm giữ sức mạnh gây ảnh hưởng lên người khác. Mọi người sẽ muốn hỗ trợ những nỗ lực của bạn. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn đang gây dựng một doanh nghiệp hay theo đuổi bất cứ đam mê nào cần đến sự giúp đỡ của mọi người. 4. Bạn nhìn nhận những chỉ trích một cách khách quan hơn. Không ai thích nghe những nhận xét tiêu cực. Những người thành công nhất là những người có thể bình tĩnh nghe người khác nói, lọc ra những điều đúng đắn và sửa đổi để trở nên tốt đẹp hơn. Tin vào bản thân là cách tạo ra một chỗ dựa cảm xúc vững chắc, cho phép bạn cân nhắc thông tin theo lý trí thay vì cảm tính. Bạn cũng sẽ không dễ dàng bị tổn thương, bởi bạn có khả năng phân biệt được tốt xấu. Nếu một ai đó nói với bạn sự thật về con người bạn, bạn sẽ có đủ tự tin để đón nhận với sự biết ơn và biến nó thành những điều có ích với bạn. 5. Bạn sẽ kiên cường hơn. Ai cũng gặp phải những lúc khó khăn. Gục ngã là điều rất dễ hiểu. Nhưng đứng dậy và đi tiếp được hay không thì không phải ai cũng làm được. Tin vào bản thân không có nghĩa là tin rằng bạn toàn năng hay hoàn hảo, mà là tin vào khả năng xử lý và đối mặt với mọi việc và tiếp tục bước đi. Những người tự tin không ngại một vài cú va vấp, bởi họ biết những chướng ngại này sẽ dạy cho họ nhiều điều, giúp họ mạnh mẽ hơn, hay dẫn họ đến một nơi hoàn toàn mà họ không ngờ tới. Hãy tin vào bản thân bạn và tiếp tục tiến về phía trước. 6. Bạn thu hút những phép màu. Có niềm tin vào bản thân sẽ sinh ra năng lượng tích cực. Khi bạn bắt đầu mong chờ những điều tốt đẹp, bạn sẽ thấy mọi thứ diễn ra đúng với mong muốn và mục tiêu của bạn. Năng lượng tích cực sẽ tự sinh ra năng lượng tích cực. Đây không phải niềm tin mù quáng hay may mắn mà là điều tự nhiên. Hãy luôn biết mình cần phải làm những gì để đạt được mục tiêu. Một khi bạn hướng về những mục tiêu đó, chúng cũng sẽ hướng về bạn. 7. Bạn có kỷ luật hơn. Khi bạn đặt niềm tin sâu sắc vào bản thân mình, tự bạn sẽ hình thành những thói quen tốt. Bạn không muốn làm mình thất vọng phải không nào? Chấp nhận và tin tưởng vào chính mình là một điều cực kỳ có sức mạnh, và sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều. Bạn không thể tiếp tục đổ lỗi cho người khác hay trông chờ ngoại lực mang lại cho bạn những điều mà bạn muốn. Những người có niềm tin vững chắc vào bản thân thường có những chiến lược vĩ đại để tìm kiếm thành công. 8. Tiềm năng thành công của bạn tăng theo cấp số nhân. Tạo được niềm tin đích thực cũng giống như khám phá ra một đại dương. Khi bạn thử ngụm nước đầu tiên, có thể bạn sẽ không thấy thích. Nhưng khi đạt được thành công đầu tiên, sự do dự lúc đầu sẽ dần tan biến và sự phấn khởi bắt đầu dâng lên. Cuối cùng, bạn sẽ trở thành một con tàu với tiềm năng không giới hạn và khao khát khám phá những điều mới mẻ tiếp theo. Hành trình của mỗi người có thể khác nhau, nhưng một khi đạt được mục tiêu thì khả năng là vô tận. Tăng cường sự tự tin cũng chính là tăng cường năng lực của bản thân. William James, một bậc thầy về tâm lý học, đã từng có một câu nói rất nổi tiếng: gieo một hành động, gặt một thói quen; gieo một thói quen, gặt một tính cách; gieo một tính cách, gặt một số phận. Tương lai, số phận của một người phụ thuộc vào những hành động, thói quen của họ. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp gỡ, làm quen với rất nhiều người với đủ tính cách khác nhau. Họ có cách đối nhân xử thế khác nhau, thái độ tâm lý khác nhau đối với cuộc sống. Đương nhiên, những tính cách, thói quen đó dẫn đến những kết quả không giống nhau. Người có tính cách tốt, thói quen tốt ắt sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Người có tính cách, thói quen xấu cuộc sống sẽ không mấy dễ dàng, suôn sẻ. Vậy nên để biết một người đàn ông có khả năng làm nên việc lớn hay không, hãy nhìn vào hành động và thói quen của họ. Người đàn ông trầm lặng thường có thực lực rất cao, tâm tĩnh, nội tâm vững vàng, nhất định sẽ thành công, giàu có, nhiều triển vọng trong tương lai. Đặc biệt, người đàn ông có giữ được sự trầm lặng trước hai điều này ắt sẽ làm nên việc lớn. Tư duy làm giàu mong bạn tiếp thu và ứng dụng. Trầm lặng đối mặt với thất bại của chính mình. Cuộc sống luôn có những thăng trầm, không có cuộc đời ai là hoàn toàn suôn sẻ. Chúng ta đều hiểu sự thật này, nhưng ít ai có thể nhìn nó một cách bình tâm khi đối mặt với những thất bại và sự khuất phục của chính mình. Phân tích hiện tượng này từ quan điểm tâm lý học, có thể chấp nhận thất bại của một người thực sự là một biểu hiện của sự chấp nhận bản thân. Việc chấp nhận thất bại của bản thân luôn gắn liền với sự phủ nhận bản thân, và trong tiềm thức chúng ta sẽ tạo cho mình một số gợi ý tâm lý tiêu cực. Điều này sẽ làm thui chột sự tự tin và dũng khí của chúng ta, sẽ khiến ta không dám thử lại. Vì vậy, để tránh sự thất vọng sau những thất bại của mình, hầu hết mọi người sẽ chọn cách phàn nàn với người khác. Nhưng trong thế giới người lớn, cách tiếp cận như vậy không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Chỉ những người đàn ông lựa chọn giữ thái độ bình tĩnh khi đối mặt với thất bại của mình mới có thể thúc đẩy bản thân trên cơ sở thất bại, phân tích hợp lý nguyên nhân thất bại của mình và tránh những tình huống tương tự vào lần sau. Đồng thời, họ sẽ không mù quáng phủ nhận chính mình vì họ có nhận thức rõ ràng, khách quan về năng lực, trình độ của bản thân. Phẩm chất bên trong mạnh mẽ của họ có thể đảm bảo rằng họ sẽ biến thất bại thành nền tảng của thành công. Cái gọi là không bào chữa cho thất bại, chỉ tìm cách để thành công. Đây là tâm lý và hành vi mà một người đàn ông có thể là một người đàn ông có trách nhiệm nên có khi đối mặt với thất bại. Trầm lặng đối diện với những thiếu sót và khiếm khuyết của mình. Tất cả chúng sinh, không ai là hoàn hảo. Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải thừa nhận rằng trong xã hội này thực sự tồn tại quan điểm so sánh người này với người kia. Trong một môi trường như vậy, khi đối mặt với những thiếu sót và khiếm khuyết cố hữu của mình, ít người có thể giữ được thái độ bình tĩnh, khiêm tốn và ôn hòa để nhìn nhận và giải quyết chúng. Từ quan điểm tâm lý học, loại khiếm khuyết và thiếu sót này sẽ khiến con người có cảm giác mặc cảm tự ti. Chính cảm giác tự ti này sẽ khiến con người có cảm giác căng thẳng và bản năng muốn bảo vệ bản thân dẫn đến tức giận, bối rối. Nhưng đối với những người đàn ông có năng lực, thói quen làm mọi việc một cách khiêm tốn và kiên định sẽ không cho phép họ trở nên tự ti. Điều này đã tích hợp vào cuộc sống hàng ngày của họ như một trạng thái tinh thần. Kể cả những thiếu sót và khiếm khuyết, họ sẽ khéo léo, khiêm tốn mà giấu đi và dần dần khắc phục chúng. Giống như tiến sĩ Gimo, giáo sư tâm lý học tại trường Y Harvard, đã từng nói, bạn không thể đánh bại chính mình, nhưng bạn có thể chấp nhận chính mình. Bạn không thể thay đổi những thiếu sót trong cuộc sống của mình, nhưng bạn có thể chấp nhận chúng. Để đánh giá một người có mạnh mẽ hay không phải bằng những gì anh ta đã chinh phục được, mà bằng những gì anh ta đã chịu đựng. Những người đàn ông có thể đối mặt với những khuyết điểm và thiếu sót của mình một cách lý trí, bình tĩnh, bất kể trong cuộc sống hay sự nghiệp, tin rằng không có đỉnh cao nào mà anh ta không đạt được. Tư duy làm giàu tin rằng trầm ổn là thứ vũ khí lợi hại nhất của người đàn ông thành công. Phải cười mà thắng, chứ không phải khóc mà thua. Mỗi người đều có một ánh hào quang vô hình riêng. Ánh hào quang của bạn vừa hay chính là bạn, sau khi đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Biến mình trở thành một người đàn ông trầm ổn, khiến người khác muốn kết giao, bản thân cũng có nhiều dũng khí để đối mặt với cuộc sống. Cái gọi là trầm ổn bao gồm thâm trầm và ổn thỏa. Thâm trầm ý muốn nói một người khi đối mặt với việc gì đó đều sẽ có chính kiến của bản thân, có thể giữ được tâm sự trong lòng. Còn ổn thỏa là khi một người có cách xử lý công việc của riêng mình, không chỉ có thể nuôi sống được mình mà còn có thể chăm sóc cho cuộc sống của người khác. Tôi từng hỏi một người bạn, thế nào là một người đàn ông trầm ổn? Cô ấy nói với tôi, trầm ổn là một đặc điểm tốt đẹp của người đàn ông. Họ không giả vờ chín chắn, chỉ là khi đã trải qua nhiều khó khăn thăng trầm rồi, họ tự nhiên sẽ trở nên tĩnh lặng, điềm đạm hơn. Đối mặt với được mất cũng không tỏ ra luống cuống hay nóng nảy. Mỗi người đều có một ánh hào quang vô hình riêng. Ánh hào quang của bạn vừa hay chính là bạn sau khi đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Biến mình trở thành một người đàn ông trầm ổn, khiến người khác muốn kết giao, bản thân cũng có nhiều dũng khí để đối mặt với cuộc sống. Tôn trọng mỗi người, bất luận bạn có đang chán nản bao nhiêu. Tôi từng đọc qua một câu chuyện, có một cô gái tan làm về nhà, tình cờ gặp được hai người đàn ông người đầy mùi rượu ở cửa thang máy. Cô ấy cảm thấy sợ, dù sao thì mình cũng chỉ có một mình, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm nữa. Không ngờ rằng khi cô bước vào thang máy, hai người đàn ông đó không hề bước vào mà nói cô đi trước đi, người chúng tôi có mùi rượu, sợ bám mùi vào cô, cũng sợ làm cô sợ. Đạo đức của một người luôn được thể hiện qua những mọi việc trong cuộc sống. Khi có đang ở hoàn cảnh nào cũng đều có thể trân trọng đối phương, đồng thời có thể đứng từ góc độ của đối phương để suy nghĩ, bạn mới có thể được xem là một người đàn ông trầm ổn. Nhiều người thích xem trầm ổn là một cái mác, họ cho rằng cứ khoác lên bộ âu phục, thể hiện ta đây học thức, nho nhã vậy mới thể hiện được sự trầm ổn và chín chắn. Nhưng sự trầm ổn thực sự nằm ở việc có thể tôn trọng người khác dù đang ở trong hoàn cảnh nào. Học cách kiểm soát cảm xúc, giữ lại những lời và tâm sự muốn nói ra. Người ta thường nói, tất cả những quyết định quan trọng hãy để qua đêm rồi làm. Lúc tức giận đừng nói chuyện, buổi tối đừng gửi gì vào nhóm chat. Nhưng có mấy người làm được như vậy? Một người không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, sẽ trở thành nô lệ cho cảm xúc đó, càng tức giận, mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn, rồi cuối cùng lại trở thành một vòng luẩn quẩn. Có người hễ gặp được người khác là sẽ lập tức than thở bản thân không được như ý, khi người ta không hiểu được thì lại tỏ ra giận dỗi. Nhưng có những người lại giấu kín được tâm sự rồi sau đó âm thầm nỗ lực, đợi sau khi thành công rồi mới chia sẻ với người khác. Cùng là ca thán, nhưng thời điểm ca thán không giống nhau, kết quả tự nhiên cũng sẽ khác nhau. Ai cũng thích phóng đại nỗi khổ của mình, vì vậy lúc kể với người khác, chuyện bé vô hình cũng sẽ ra to. Nhưng bạn nên hiểu một điều rằng, những điều bạn phải trải qua, người khác chưa chắc đã không gặp phải. Trước khi bạn thành công, không có nhiều người có thể hiểu bạn, cũng không có nhiều người sẵn sàng nghe bạn kể chuyện. Nhưng sau khi bạn thành công, câu chuyện của bạn tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý, bạn nói câu nào có lý câu nấy. Vì vậy, bất kể là lúc nào, trở thành một người đàn ông trầm ổn đồng nghĩa với việc phải kiểm soát được cảm xúc cá nhân. Bạn phải cười mà thắng, chứ không phải khóc mà thua. Có thể nắm chắc được cuộc sống cá nhân, hiểu thế nào là chậm mà chắc. Thành công không phải chuyện sớm chiều, vì vậy, đừng bao giờ ôm trong mình hy vọng muốn gì là thành công cái đó. Những người có thể thành công nhờ năng lực của bản thân luôn có thể vực dậy sau thất bại, bởi họ tin vào năng lực của mình. Còn những người mong muốn chuyển mình bằng cách phất lên sau một đêm, vậy thì thành công cũng sẽ chỉ như pháo hoa, sớm nở chóng tàn. Thứ mà một người đàn ông cần phải học đó là nắm bắt cuộc sống của chính mình, từng bước tạo dựng nên cơ đồ. Thất bại một lần không đáng sợ là bạn mất đi dũng khí thử thách. Còn đàn ông trầm ổn, trước giờ không bao giờ sợ thất bại, bởi họ biết đời người chẳng qua cũng chỉ như một trò chơi, khóc xong lại cười rồi lại tiếp tục chiến đấu. Bạn muốn sống một cuộc sống như nào? Trước tiên bạn phải có khí chất như vậy. Nếu muốn làm tiểu nhân, phải học cách tính toán mưu đồ. Còn nếu muốn làm kẻ chiến thắng, bạn phải học cách nắm bắt và làm chủ cuộc sống. Trầm ổn không phải thứ nắm được ở trong tay, hay là ngồi tám chuyện lý tưởng với huynh đệ mà là bỏ ly rượu xuống rồi lặng lẽ phấn đấu. Trầm ổn cũng không phải là trách công ty, trách bạn bè, đối mặt với khó khăn nói rằng mình đã cố gắng hết sức, mà là từ bỏ quá khứ bắt đầu lại từ đầu. Ai rồi cũng sẽ có lúc chán nản, thất vọng, nhưng đồng thời cũng có đủ khả năng để đợi tới ngày thành công và ổn định. Vì vậy, đừng để quá khứ của bạn trở thành tấm màn cản trở hiện tại của bạn, cũng đừng để tầm nhìn hạn hẹp cản trở giới hạn và khả năng của bạn. Trầm ổn là thứ vũ khí sắc bén nhất của một người đàn ông, cũng là phương pháp tốt nhất mà bạn nên học trong đối nhân xử thế. Tư duy làm giàu chúc cho tất cả những người đàn ông nghe được video này sẽ có một cuộc đời ưu tú, nhiều sức khỏe và sự thành đạt trọn đời, sự thịnh vượng chói sáng.